Tín nguyện ngày 14 tháng 1. Hãy để ta ban cho con ân điển và sự bình an của ta. Hãy mở rộng tấm lòng và tâm trí của con để đón nhận tất cả những gì ta luôn dành cho con. Đừng xấu hổ khi thấy mình trống không. Trái lại, hãy hiểu rằng một chiếc bình trống không sẽ là chiếc bình tốt nhất để đón nhận đến đầy tràn sự bình an của ta. Con có thể dễ dàng tạo ra một vẻ bên ngoài đáng trọng để lừa người khác. Nhưng ta nhìn thấu đến nơi sâu thẳm nhất của tâm con. Mối quan hệ của ta với con không có chỗ cho sự giả hình. Hãy vui mừng và cảm thấy thư thái vì ta hiểu con hoàn toàn. Hãy chia sẻ với ta về những tranh đấu dằn vặt của con. Hãy tâm sự với ta khi con cảm thấy mình yếu đuối, bất toàn. Dần dần, từng chút một, ta sẽ biến những yếu đuối của con thành sự mạnh mẽ. Hãy nhớ rằng, mối thông công của ta với con thấm đẫm ân điển của ta. Vì vậy, không có bất kỳ điều gì con làm hay không làm có thể phân tách con khỏi sự hiện diện của ta. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với Sa-mu-ên, đừng xét theo diện mạo và vóc dáng cao lớn của nó, vì ta đã loại bỏ nó. Đức Giê-hô-va không xem theo cách loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Vì tôi đoán chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Nguyện xin mỗi một con dân Chúa được tận hưởng sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa.